Chủ nhà Đức đã khởi đầu chiến dịch Euro 2024 thành công khi hạ gục Scotland bằng chiến thắng ấn tượng 5-1. Đó là chiến thắng đậm nhất của nước chủ nhà trong trận mở màn tại sân vô địch châu Âu và là chiến thắng đậm nhất từ trước đến nay của Đức tại giải đấu này. Các bàn thắng của Florian Wirtz, Jamal Musiala và Kai Havertz đã đưa Đức dẫn trước 3-0 ngay trong hiệp 1, trước khi Niklas Füllkrug và Emre Can ghi thêm điểm nhấn cho màn trình diễn đẳng cấp 5 sao của đội tuyển này. Wirtz đã đưa Đức vượt lên dẫn trước chỉ sau 10 phút. Bàn thắng đó giúp anh trở thành cầu thủ ghi bàn tại Euro trẻ nhất của Đức khi 21 tuổi, 42 ngày. Musiala vào thời điểm 21 tuổi, 109 ngày, ghi bàn thắng thứ hai chỉ 9 phút sau đó và trở thành cầu thủ ghi bàn trẻ thứ hai lập công cho Đức tại Euro. Sau những chiến dịch hoàn toàn thất bại tại 3 giải đấu quốc tế lớn liên tiếp gần đây, tuyển Đức với những ngôi sao trẻ đã có khởi đầu hoàn hảo cho chiến dịch hè này trên sân nhà. Ở phía sau thì Ilkay Gundogan và Toni Kroos đã hay kết hợp ăn ý với nhau để giúp cho Đức hoàn toàn làm chủ thế trận như hàng tiền vệ vượt trội. Đối thủ tiếp theo của đoàn quân của Julian Nagelsmann là Hungary. Trước cuộc chạm trán này thì Đức đang muốn giành chiến thắng trong cả hai trận mở màn tại mùa giải vô địch châu lần thứ 5 sau khi làm được điều đó vào các năm 1972, 1980, 1996 và 2012. Bên kia chiến tuyến, đội bóng của Marco Rossi được nhiều người đánh giá là một trong những chúng ngôi của giải đấu năm nay, nhưng chiến dịch của Hungary đã khởi đầu đáng thất vọng khi để thua 3-1 trước Thụy Sĩ. 45 phút đầu tiên thực sự tồi tệ đã khiến cho họ bị dẫn trước 2-0 sau các bàn thắng của Wago Dua và Michel Abisser. Barnabas Vaga đã gỡ lại một bàn bằng cú đánh đầu sau đường truyền của Dominic Soboslai, nhưng điều đó trở nên vô nghĩa khi Brew Ombolo ghi thêm một bàn nữa để củng cố chiến thắng cho Thụy Sĩ. Bước vào trận đấu gặp Đức, Hungary lại phải chờ đợi vào ngôi sao sáng nhất của họ là Dominic Soboslai. Pha kiến tạo của cầu thủ Liverpool ở trận đấu ra quân đã giúp cho anh góp dấu xây vào 10 bàn thắng trong 15 trận quốc tế gần nhất kể từ đầu năm 2023. Bên cạnh đó thì Vaga hiện đã ghi 7 bàn chỉ sau 9 trận đá chính cho Hungary trên mọi đấu trường. Anh có thể trở thành cầu thủ thứ hai ghi bàn trong cả hai lần ra sân đầu tiên tại giải vô địch châu Âu cho quốc gia sau Ferenc Bene vào năm 1964. Hungary hiện không có chiến thắng trong 7 trận gần đây nhất tại giải vô địch châu Âu khi hòa 4 và thua 3 kể từ khi đánh bại Áo 2-0 ở vòng bảng năm 2016. Đội bóng này có thể thua 2 trận mở màn tại một giải đấu lần thứ hai sau năm 1972. Ở lần gần nhất gặp nhau thì Hungary đã giành chiến thắng trước Đức tại UEFA Nations League với tỷ số là 1-0 ở Leipzig vào tháng 9 năm 2022. Adam Salai đã ghi bàn thắng duy nhất cho Hungary vào ngày hôm đó. Nếu tính rộng ra thì Đức chỉ thắng 1 trong 6 trận gần nhất chơi trên sân nhà trước Hungary, và đó là trận giao hữu thắng 2-0 vào tháng 6 năm 2016. Đây sẽ là lần chạm trán thứ tư giữa Đức và Hungary tại một giải đấu lớn. Họ gặp nhau 2 lần tại FIFA World Cup 1954. Hungary thắng 8-3 ở vòng bảng trước khi tại Đức thắng 3-2 trong trận chung kết. Đôi bên cũng gặp nhau ở vòng bảng Euro 2020, hòa 2 đều. Dù Hungary có thành tích đối đầu tốt hơn nhưng ở thời điểm hiện tại, nhiều sự đoán tin rằng Đức sẽ ăn trọn vẹn 3 điểm ở cặp đấu này, qua đó dễ dàng có tấm vé đi tiếp. Ở trận đấu còn lại của bảng A thì Scotland đang rất cần một cú hích khi đối đầu với Thụy Sĩ. Sau khi nhận trận thua nặng nề trước Đức ở trận ra quân thì chỉ có trận thua 0-7 trước Uruguay tại World Cup 1954 là nặng nề hơn thất bại vừa qua. Và Scotland có thể thua ở cả hai trận mở màn một giải đấu lớn lần thứ tư sau World Cup 1954, World Cup 1986 và Euro 1992. Cho tới lúc này thì Scotland chỉ thắng được 6 trong số 33 trận tại các giải đấu lớn, tỷ lệ thắng chỉ là 18%. Trong số các quốc gia châu Âu có hơn 25 trận đấu diễn ra tại các sự kiện như vậy, chỉ có Bulgaria là có tỷ lệ thắng kém hơn. Ngược lại ở phía bên kia, người Thụy Sĩ sẽ tìm cách giành chiến thắng trong cả hai trận mở màn của một giải đấu tại một giải đấu lớn đầu tiên trong lần tham dự thứ 18 tại World Cup và Euro. Đây chỉ là lần gặp thứ hai giữa hai đội tại một giải đấu lớn. Scotland đã thắng 1-0 ở vòng bảng Euro 1996 nhờ bàn thắng của Ali McCoys. Tuy nhiên thì chiến thắng đó cũng đánh dấu chiến thắng duy nhất của Scotland trong 5 trận gần nhất trước Thụy Sĩ trên mọi đấu trường. Đôi bên gặp nhau lần cuối vào tháng 3 năm 2006 khi đội tuyển Thụy Sĩ thắng 3-1 trong trận giao hữu tại Hampden Park nhờ các bàn thắng của Chanquilo Panetta, Daniel Gigas và Ricardo Camanas. Kelly Miller đã ghi bàn thắng duy nhất cho Scotland vào ngày hôm đó. Theo dự đoán của máy tính thì Thụy Sĩ có cơ hội chiến thắng cao hơn ở trận đấu này với 50%, còn cơ hội để Scotland có 3 điểm chỉ có vỏn vẹn là 24% mà thôi.